Vâng, 5 giờ. Đây là đất nhãn nhé. Đấy. Toàn nhãn cây đẹp. Đấy. Rừng nhãn chưa? Đây là toàn nhãn cây thôi. Đây là điểm đặt của tôi. Hoa năm nay cực nhiều. Cái kia thì muộn này. Cái này thì muộn hơn này. Đấy. Đây, dạng sớm rồi nó như cây này. Cây này là chỉ tầm 20 là nở. Mà nó ôm nó nở rất rất nhanh nhé, chúng ta chú ý, đặc biệt chú ý. Trông thế này nó nở nhanh cực. Đấy, 20 là bắt đầu nở, là tầm 10 ngày sau là ong là đua nhau. Nhưng mà chúng ta không chuẩn bị đàn ong tốt là một, thì không khả năng chinh chiến được. Ong giờ màng màng quân về cầu chưa vuông vất, mà ong nội lên kế là càng khó. Chi đàn thì chúng ta chống rồi. Bây giờ tích cực quay. Cái điểm này mà điểm nhãn nó đặc biệt là không có vải thiều, ít. Đấy. Của nhà tôi là cứ đánh hai vòng và bắt đầu chuyển lên đây là vừa. Lên đây thì phải tầm cuối tháng và đầu tháng sau. Quay cho các bạn xem toàn bộ cảnh. Đây là chưa quay trên đường nhé. Còn kia kìa. Đấy. Xa xa cái lùm lùm này. Đấy. Qua cái kẽ này cái mái nhà xanh xiên xăng kia rất nhiều. Vâng, wow, lại về đây quay ong. Đây. Giờ đây. Thăm điểm thăm ong của ông bạn. Trong cái vườn bé bé thế này thôi nhưng mà 30 đàn. 30 đàn đấy. Đây, nhãn đây. Nhãn này thì gần nở rồi. Xem nào. Hôm nay là vừa được cái nhấc cầu đấy chẳng. Nó cứ đuổi cái đốt tối rồi. Tốt. Sợ chăm mong. Nói chung ông tương đối đều nhỉ. Đấy, lần trước ông Sida đấy. Sida Thái Bình đây. Ông 2. Ông 2. Ông 2 này là chắc. Ông này thì ruột đẹp rồi. Đàn này thì hơi. Nói chung là vào nhãn là vừa như cái đàn vừa xong. Loại này thì vào nhãn là vừa chứ cũng không. Đây chắc nhập hay sao? Nó lên 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 thôi. Con này bay này. Bay. Không lên. Có thay không chúa? Không.
đang ngắt thì còn này. Thấy như năm nào đấy thì là lại vỡ nợ. Thật ra cái này chăm sớm đi tí nữa thì ngon. Ăn đằng nọ thì đừng đằng kia, các cụ bỏ rồi. Ông về mùa này chúng ta đặt thước nha. Không đặt thước là không được đâu. Đây là ông đang lên vẫn hiện tượng xây mèo ấy. Đây, mật vả về mới về đây. Trông nó long lanh như này. Mới hiện tượng không được dữ lắm. Để tí nữa này. Nói chung là ông này là vào nhãn là vừa chứ không vì nằm ở thưa. Nhãn đây chúng ta nhìn thì trông cái này hạt to lắm. Để chuẩn bị nở rồi đấy, bung to rồi. Đây, nếu mà như cái nụ này là quá hạt tấm tạo rồi. Đây đặc biệt là cũng không ai thay ông chúa đầu vụ. Có một năm anh em thay thì nhảy ngược chân lên. Qua mặt chúng ta quay đi nha, như cái đàn đông này. Đàn này là liệu hồn này. Đấy. Cách ngày thì cũng phải bóp ngày. Đấy. Đàn này là cứ đông như thế này là chúng ta liệu hồn. Cái này xây một cầu kho nữa là vừa. Đây xây ra ngoài này. Xây ra ngoài vắn ngăn đây này. Chéo vợ đi. Lên mũ chưa? Cứ như đàn này thì không lên mũ. Chúng ông hai đàn này là ông được nhưng mà ông về tối thì nó mỡ hơn. Hôm qua nó ăn này đêm nó mới xả cả mặt. Đó. Nhìn cái hoa này mà chúng ta mà bố trí nha, bố trí mà quay đấy. Ăn nhanh lên chứ 30 ngày nữa là đất cước. Đây, nở đây. Đây. Đây nở rồi này. Đấy. Bông này là nở sẵn rồi đây này. Ông năm nay đã lên rồi. Ông bâu rồi đấy. Đây này, nhãn đã nở này này. Đấy, còn chần chừ cái gì nữa? Ừ. Đấy. Cứ chờ cho nhãn xong rồi chúng ta lên kế là vừa. Lên kế rồi là lên giường. Ông thế này tầm độ khoảng 20 ngày nữa lên kế. Lên trồng 3 trồng 4 vào là vừa. Đấy. Bông đấy nó nở nhanh lắm nhá. Trông thế này rất nhanh này. Thế mọi người là phải chú ý. 15 ngày nữa. Đấy, đang dự tính 15 ngày nữa, tôi tính cứ chỉ đôi 10 tháng sau là 30 ngày nữa chúng ta mà không vượt nhanh lên đấy.
ủng hộ kênh nha các bạn và các bác. Nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Đấy. Vừa bông hoa nhãn trao nhanh 30 ngày nữa rồi chúng ta cho ông lên kế.